Xin chào tất cả các bạn nhỏ FFS. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trang. Và hôm nay cô có một con vật rất đặc biệt muốn cho chúng mình nhìn thấy. Đố các bạn biết đây là con gì nhỉ? Con gì mà có cái mỏ vàng này, kêu cạp cạp này? Đây chính là một đàn vịt đấy. Hôm nay cô Trang sẽ hướng dẫn chúng mình cách vẽ con vịt nhé. Để có thể vẽ được bức tranh con vịt đáng yêu thì chúng mình cần đầu tiên là giấy A4 này. Tiếp theo đó là một chiếc bút lông hoặc là bút màu nước. Nếu bạn nào không có bút màu nước thì chúng mình có thể thay bằng bút chì màu cũng được. Sau đó là bút sáp màu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào vẽ một đàn vịt nhé. Mình sẽ cùng vẽ chú vịt mẹ trước nhé. Các con xòe lòng bàn tay trái ra nào. Sau đó chúng mình sẽ gấp 3 ngón tay cuối vào. 1 ngón này, 2 ngón này, 3 ngón này. Chúng mình sẽ mở ngón tay trỏ và ngón tay cái ra nhé. Sau đó chúng mình sẽ gấp úp bàn tay trái vào xuống và đặt xuống phía bên trái của tờ giấy. Sau đó chúng mình sẽ lấy bút này và cô sẽ vẽ theo viền của bàn tay này, hình bàn tay này, bắt đầu từ cổ tay này. Các con không cần phải vẽ sát quá nhé. Xuống cổ tay tiếp. Bây giờ sau khi đã có hình một chú vịt, hình bàn tay như thế này, thì cô sẽ vẽ cho chú vịt này một chiếc mỏ nhé. Một đường cong bắt đầu từ đây này. Cô sẽ nối xuống để tạo nên một chiếc mỏ của chú vịt. Bây giờ chú vịt này cần một đôi mắt đúng không? Cô sẽ vẽ một đôi mắt này, một chiếc mắt này. Một chiếc mắt bên kia thì chúng mình sẽ không nhìn thấy. Cô sẽ tô màu luôn cho chiếc mắt này. Và để cho bức tranh này thêm sống động thì cô sẽ vẽ thêm những chú vịt con nhé. Một chú vịt nhỏ nhỏ ở đằng xa này. Đầu tiên cô sẽ vẽ một hình. Các bạn biết đây là hình số mấy không nhỉ? Đây chính là số 2 đấy. Cô sẽ vẽ thêm một đường cong nữa này. Và cô cũng một cái cánh, một cái mỏ đáng yêu này và một mắt. Để thể hiện này là chú vịt đang bơi thì cô sẽ vẽ một cái đường sóng nước ở đây. Tiếp theo cô vẽ thêm một chú vịt khác ở đây nhá. Bây giờ cô sẽ vẽ một số 2 to hơn một chút này. Vì đây là một chú vịt bơi gần chúng mình hơn nên chú vịt này sẽ to hơn nhé. Tiếp tục một đường cong khác này. Và một chiếc mỏ cho chú vịt này. Một chiếc mắt này. Mắt ở bên kia thì chúng mình không nhìn thấy. Tiếp theo là một cái cánh này. Và chú vịt này cũng đang bơi đấy. Bức tranh này các con có thể vẽ thêm những con vật khác ở sống ở dưới nước mà chúng mình thích. Ví dụ như là con cá này, con tôm này, con cua này. Và cô Trang rất thích cá, vì thế cô Trang sẽ vẽ một chú cá ở đây nhé. Cô sẽ vẽ chú cá này. Một đường cong này. Và hai đường cong này. Hai đường cong này giao nhau. Và cô sẽ tiếp tục nối hai cái đường cong này bằng một đường thẳng để tạo thành cái đuôi của chú cá. Và một cái đầu này, một cái mắt cá này và một chiếc mỏ cá này. Bây giờ cô Trang sẽ tô màu cho bức tranh này nhé. Các con có thể tô màu tùy theo ý thích của mình. Bây giờ trước tiên thì cô sẽ chọn tô chú vịt lớn nhất này. Chú vịt này thì cô sẽ chọn màu vàng. Cô sẽ tô thật từ từ, bắt đầu từ trái qua phải và từ trên xuống dưới nhé.
Sau khi đã tô màu xong, chú vịt gần nhất, lớn nhất, màu vàng rồi thì cô sẽ tô tiếp cho cái mỏ của chú có màu cam nhé. Cô sẽ tô này, bắt đầu từ trên này, từ xuống dưới, từ trái qua phải này. Rồi, vậy là chú vịt gần nhất có màu rồi. Tiếp theo cô sẽ tô đến những chú vịt ở xa nhé. Cô sẽ chọn những chú vịt ở xa sẽ có màu vàng này. Cô sẽ tô lần lượt từng chú một này. Các mỏ của chú cũng có màu vàng này. Rồi, một còn duy nhất một chú cá trên hình là chưa có màu đúng không? Cô sẽ chọn một bút màu tím để tô màu cho chú cá này nha. Và cuối cùng là cô sẽ tô màu cho hồ nước này. Đây là một cái hồ nước đấy. Và cô sẽ chọn màu xanh nước biển. Cô sẽ tô lần lượt từ trên góc này nhé. Sau khi tô xong hồ nước là chúng mình đã hoàn thành được bức tranh đàn vịt rồi đấy. Và bây giờ cô xin nhắc lại một lần nữa cách vẽ một chú vịt nha. Đầu tiên chúng mình mở bàn tay ra này. Sau đó chúng mình sẽ gấp 3 ngón cuối lại này. 1, 2, 3, chúng mình gấp lại. Và mở ngón trỏ và ngón cái ra. Sau đó chúng mình sẽ úp bàn tay xuống và di chuyển bàn tay, đặt bàn tay xuống phía bên trái của bức của tờ giấy A4. Tiếp theo là chúng mình sẽ chỉ cần lấy bút lông và hoặc là bút chì cũng được, chúng mình vẽ theo viền của bàn tay. Sau đó chúng mình sẽ vẽ một cái mỏ này, đường cong để làm mỏ này, và một đôi mắt này, chiếc mắt này. Còn với chú vịt ở xa thì chúng mình chỉ cần vẽ một số 2 này và một đường cong. Thế, thêm một chiếc mắt, một cái mỏ và một cái cánh. Thế là đã xong tranh đàn vịt rồi đấy. Các con có thể sáng tạo bức tranh và tô màu bức tranh tùy theo ý thích của các con. Cô Trang rất mong chờ sẽ được nhìn thấy những sản phẩm của các bạn nhỏ FFS. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát video. Tạm biệt tất cả các con!